Lâm Khánh Chi ngày càng thăng hạng nhan sắc, xinh đẹp quyến rũ hậu ly hôn chồng kém tuổi. Lâm Khánh Chi đang ngày càng chứng minh rằng phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai. Lâm Khánh Chi là một trong những mỹ nhân gây xôn xao mạng xã hội thời gian qua, hậu thông báo ly hôn ông xã kém tuổi sau 4 năm bên nhau mặn nồng. Vượt qua cuộc hôn nhân tan vỡ, nữ ca sĩ nhanh chóng lấy lại tinh thần. Bên cạnh đó, thời gian gần đây, người đẹp liên tục nhận được nhiều lời khen về ngoại hình. Mới đây, Lâm Khánh Chi đăng tải bức ảnh mới lên trang cá nhân, nhan sắc mặn mà quyến rũ của ca sĩ chuyển giới, nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Thiết kế giúp mỹ nhân sinh năm 1977 tôn trọn vóc dáng nuột nà của mình. Bên cạnh đó, chiếc váy cúc ngực giúp cô ghi điểm trong lòng công chúng bởi vẻ ngọt ngào nữ tính hơn. Sau khi đường ai nấy đi với chồng kém tuổi Phi Hồng, Lâm Khánh Chi được khen ngợi thăng hạng nhan sắc thấy rõ. Đặc biệt, sự xuất hiện của nam trợ lý cũng được dân tình dự đoán là một trong những yếu tố giúp người đẹp thăng hạng vẻ ngoài hơn. Theo đó, một số người hâm mộ tinh ý nhận ra sự thay đổi của mỹ nhân chuyển giới từ make up đến trang phục sau khi có Song Duy kề cạnh. Về Song Duy, Lâm Khánh Chi cho biết anh chàng chỉ là đồng nghiệp, trợ lý của cô và cả hai không có bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào. Còn nhớ thời điểm Lâm Khánh Chi và Phi Hùng tuyên bố ly hôn, nữ ca sĩ bị chồng cũ tố ngoại tình, người thứ ba chính là diễn viên trẻ Song Duy. Sau đó, Lâm Khánh Chi đã lên tiếng phủ nhận thông tin này. Trong cuộc hôn nhân 5 năm qua, Chi chưa bao giờ có suy nghĩ yêu ai khác ngoài chồng mình, nên không thể có chuyện ngoại tình. Bản thân Chi cũng nghĩ và luôn tin tưởng anh Hùng, nên cuộc chia tay của vợ chồng Chi không có yếu tố của người thứ ba. Nhắc tới chuyện tình cảm riêng tư, Lâm Khánh Chi nói thêm, đến thời điểm này, Khánh Chi chưa yêu ai, muốn quên một người phải mất tầm nửa năm hoặc một năm. Sau đó, tôi mới có thể mở lòng, nên chuyện anh Hùng nói là hoàn toàn sai sự thật. Bên cạnh đó, trong một bài phỏng vấn, Lâm Khánh Chi tiết lộ, hôn nhân của mình lục đục từ lâu do chồng mê game, không phụ giúp cô trong công việc. Từ khi kết hôn, Lâm Khánh Chi thừa nhận bản thân rất áp lực vì bởi ai cũng biết chúng tôi là một cặp đôi đẹp. Tôi và chồng đến với nhau lúc cả hai rất khó khăn. Đi được đến hôm nay thì cũng đủ chứng minh tình yêu lớn thế nào. Áp lực bên ngoài chỉ là phần nhỏ, quan trọng là chúng tôi yêu thương nhau. Nếu không yêu thực sự thì làm sao có thể gắn bó trong suốt 5 năm qua. Nếu không yêu thì cố cách mấy cũng sẽ toang. Lâm Khánh Chi và Phi Hùng tình cờ gặp nhau trong một buổi sinh nhật bạn vào cuối năm 2016 và nhanh chóng nảy nở tình cảm. Sau 2 tuần liên lạc thường xuyên, hai người chính thức có buổi hẹn đầu tiên. Sau 1 tháng tìm hiểu, Lâm Khánh Chi đã đặt vấn đề yêu là cưới với Trần Phi Hùng vì muốn có mối quan hệ lâu dài. Bạn trai của ca sĩ chuyển giới ban đầu bất ngờ nhưng sau một thời gian suy nghĩ đã đồng ý. Anh nói dối bố mẹ lên Sài Gòn làm quản lý cho Lâm Khánh Chi để đến sống chung với cô. Sau khi biết được sự thật, gia đình Trần Phi Hùng ủng hộ tình cảm của con trai với Lâm Khánh Chi. Lễ cưới của cặp đôi sau đó được tổ chức vào tháng 1 năm 2018 tại một nhà hàng hạng sang ở quận 4 thành phố Hồ Chí Minh, là biểu tượng của cộng đồng LGBT. 5 năm qua, nhất cử nhất động của Lâm Khánh Chi và ông xã Phi Hùng luôn thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Phi Hùng từng tiết lộ, chỉ có máu ghen nhưng anh luôn biết cách khiến vợ yên tâm tin tưởng. Ngược lại, nữ ca sĩ cũng tố chồng trẻ hay khó chịu mỗi lần cô đi chơi với bạn khác giới. Đặc biệt, nữ ca sĩ còn chia sẻ mối quan hệ gia đình chồng rất tốt đẹp, gần như cô không phải làm dâu ngày nào, thậm chí còn thân thiết với mẹ chồng hơn cả mẹ ruột. Nữ ca sĩ được bố chồng bênh vực mỗi khi bị chê bai nhan sắc, cũng được ông chỉ dạy cho những món ngon. Mẹ chồng lại càng tuyệt vời khi cho cô nhiều tài sản giá trị. Hạnh phúc của vợ chồng Lâm Khánh Chi được nhân lên khi đón con trai đầu lòng nhờ phương pháp mang thai hộ. Như bao gia đình khác khi có con nhỏ, họ cũng bỡ ngỡ trong cách nuôi dạy con. Tuy nhiên, Chi cảm thấy rất hạnh phúc khi có ông xã đồng hành. Cô chia sẻ, Phi Hùng rất đảm đang, chăm con khéo, không ngại cho con bú bình và ru con ngủ thay vợ. Những tưởng cuộc sống hôn nhân êm đềm như vậy mãi, thế nhưng thực tế hai người luôn có mâu thuẫn. Khác với các gia đình nổi tiếng khác, Lâm Khánh Chi và chồng lục đục thường xuyên, những trận cãi vã giận dỗi cũng nhiều không đếm hết. Cuối cùng khi không còn tiếng nói chung, cả hai quyết định đường ai nấy đi.